thưa quý vị, vào những mùa chảy hội chùa Hương, du khách có cơ hội thưởng ngoạn rất nhiều cảnh sắc lý thú của một vùng sơn thủy hữu tình. Và hình ảnh cô gái chân quê theo cha mẹ lên chùa dâng hương cúng Phật. Cùng với bầu không khí rộn rã vui tươi của ngày hội đã khiến bao chàng trai phải quyến luyến vấn vương. Một nhạc phẩm thật quen thuộc và dễ thương đó là bài Em đi chùa Hương. Hôm nay chúng ta xin được nghe lại qua phần diễn tả của cô Phương Hằng. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il existe une pagode dans le nord du Vietnam qui s'appelle Chùa Hương. Ça veut dire la pagode du parfum. Je ne suis jamais allé, mais on m'a tellement vanté sa beauté, il paraît qu'elle est vraiment située dans un endroit super superbe. Aussi superbe que la chanteuse qui va venir vous la décrire. Phương Hằng, merci. Thank you.